Hello các anh nhé, em hôm nay làm một cái clip nhỏ mục đích là để giới thiệu với các anh cặp loa BV kép cổ DM22, gọi là loa Buxell nhưng mà kích thước khá là nhỡ, kích thước cũng không hề bé các anh ạ, loa khá là nặng với chiều cao là tầm 50 phân, hơn 50 phân một chút, rộng rộng tầm 26 và sâu 25 phân các anh nhé, chưa kể căng. Loa cấu hình cũng khá là gấu nên là hôm nay rảnh rang tháo ra thì giới thiệu với các anh luôn. Một con loa bass là rộng khoảng 21 phân. Loa bass rất là gấu các anh ạ. Các anh có thể nhìn xương đúc, xương kim loại rất là chắc chắn nhé. Củ bát cũng rất là lớn, củ từ khá là lớn các anh nhé, củ từ lớn lắm, cầm rất là nặng, gân cao su khá là mềm, gân mềm, và đặc biệt rằng là dù loa khá sâu tuổi thế nhưng mà mọi cái đều còn rất là đẹp, cấu hình các tuyến loa rất đẹp luôn, các anh có thể nhìn gân lõm, gân cao su lõm rất là đẹp, mọi cái gần như em là người tháo đầu tiên. Em là người tháo đầu tiên rồi các anh ạ. Đó, các anh có thể nhìn mọi cái tuyến loa đều chuẩn chỉ BV kép. BV kép đây. Ghi cả năm sản xuất là 1983. Tầm 40 năm rồi các anh ạ. Củ chép rất gấu nhá, củ chép nặng lắm các anh ạ. Từ củ chép này nó phải lớn bằng những cái con bát 20 bình thường khác. Cũng năm 1983 đây, 8 ôm. Từ rất gấu. Bát thì quá lớn rồi. Nhìn cấu hình như này thì không có lý gì mà chơi lại không tốt được cả. Một cặp loa rất là cổ thế nhưng mà độ đẹp và độ mới thì hoàn hảo rồi, các tuyến loa tuyệt vời. Giới thiệu qua cho các anh nhìn về nội thất của em nó. Các anh cần chơi một cặp loa tốt của anh mà giá thành lại cực kỳ hợp lý và rẻ thì các anh liên hệ với em theo số điện thoại 086 688 0998 nhé, để được em tư vấn phục vụ, hỗ trợ cho các anh chơi cùng thành quách dày dặn. Loa một cái loa rất chắc chắn nhé. Cảm ơn các anh đã quan tâm nhé. Xin chào các anh.